Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý. Bà Rịa Vũng Tàu nỗ lực khống chế dịch tả heo châu Phi lây lan. Để du lịch nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu phát triển. Tỉnh đoàn khai mạc hành trình kết nối thiếu nhi vùng xa năm 2019. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp Tổng thống Nga. Giới chức Anh kêu gọi EU tái khởi động đàm phán Brexit. Mỹ khẳng định lập trường cứng rắn với Iran. Liên Hợp Quốc quan ngại về điều kiện sống của người di cư bị tạm giữ tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 ước trên 41.660 tỷ đồng, đạt 56,2% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước khoảng 8.127 tỷ đồng, đạt 43,8% dự toán năm. Nhìn chung, tình hình thu ngân sách địa phương đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán được giao. Đây là số liệu được Sở Tài chính báo cáo trong cuộc họp giao ban tài chính với Ủy ban Nhân dân tỉnh diễn ra vào sáng nay. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Để đảm bảo dự toán thu năm 2019, Sở Tài chính đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo chi theo dự toán, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức bán đấu giá các cơ sở nhà đất của các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh. Sở Tài chính sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy nhanh công tác thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Kết luận cuộc họp giao ban tài chính 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Long yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở ban ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thu chi ngân sách, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đề xuất các phương án xử lý rác tại Côn Đảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Ông Lê Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo về phương án đơn giá thuê lại đất tại khu chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc, cùng dự có các sở ngành liên quan. Công ty đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên, tức công ty Izico, đã gửi Sở Tài chính về phương án đơn giá thuê đất tại cụm công nghiệp chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc. Theo đó, công ty đề xuất lựa chọn phương án 3, tức giá thuê lại đất chưa bao gồm chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng là 56.849 đồng một mét vuông một năm. Trong đó, đề nghị tỉnh hỗ trợ giá là 21.849 đồng một mét vuông một năm. Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Tài chính cho rằng những đề xuất này của công ty Izico chưa phù hợp, vì nguyên tắc chi phí thuê lại đất phải bao gồm đầy đủ các chi phí liên quan gồm chi phí thuê đất thô, chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng, chi phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng hàng năm, chi phí quản lý. Đối với đề xuất không tính kết cấu chi phí hạ tầng vào trong đơn giá thuê lại đất thì cần xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua thảo luận với các sở ngành về phương án đơn giá thuê lại đất tại cụm công nghiệp chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thống nhất với phương án tính đủ giá khởi điểm 5 năm đầu là 56.849 đồng một mét vuông một năm, tăng dần theo lộ trình 5 năm một lần trong vòng 50 năm khi hoàn đủ vốn. Tiếp tục thông tin về tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, cả nước có 62 trên 63 tỉnh thành có dịch tả heo châu Phi. Ninh Thuận là tỉnh duy nhất của cả nước chưa xuất hiện dịch. Riêng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngành thú y nhận định tình hình dịch tả heo châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp. Tổng số ổ dịch và tổng đàn heo buộc phải tiêu hủy đang tăng lên từng ngày và lây lan ra nhiều phường xã. Ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ cho thấy, chỉ trong vòng một tuần từ ngày xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên, đến nay thì toàn thị xã đã có 7 ổ dịch và tình trạng heo chết rải rác ở các hộ khác vẫn tiếp tục diễn ra. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên xuất hiện trên địa bàn thị xã Phú Mỹ tại gia đình ông Trần Đức Định ở phường Phước Hòa. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả heo châu Phi, ngày 3 tháng 7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với ngành chức năng của địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn heo 55 con trong chuồng. Trước đó, các cơ quan chuyên môn cũng tiêu hủy 2 con heo nái nghi ngờ mắc bệnh. Đến ngày 7 tháng 7, trang trại heo của đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn cũng ở phường Phước Hòa xuất hiện tình trạng heo nái chết rải rác. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm dịch tả heo châu Phi, chính quyền địa phương đã cho tiêu hủy 13 con heo chết. Trong sáng nay 9 tháng 7, khi kết quả xét nghiệm cho thấy đàn heo của trang trại này dương tính với dịch tả heo châu Phi, Chi cục Thú y và chính quyền xã Phước Hòa đã cho tiêu hủy thêm 85 con heo có dấu hiệu không còn sức đề kháng.
Hơn 100 con heo còn lại tại trang trại, cơ quan thú y sẽ giám sát, theo dõi để có hướng xử lý tiếp theo. Cái dịch, đúng mà dịch của nó thì không muốn phân tán đi nơi khác. Sở đi nơi khác thì ảnh hưởng cả dân, cả người ta. Cho nên báo về chính quyền sớm để có cách giải quyết. Thì mong để cho dịch dập sớm, thì đúng cái dịch của nó thì dịch sớm khỏi nó lây lan đi những nơi khác, ảnh hưởng đến cả bà con, ảnh hưởng cả đất nước của mình, thiệt hại kinh tế. Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ, thời điểm này địa phương có trên 80.000 con heo. Chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 7, toàn thị xã đã xuất hiện 7 ổ dịch tả heo châu Phi. Riêng xã Phước Hòa có đến 6 ổ dịch, với tổng đàn buộc phải tiêu hủy là 224 con. Tình trạng heo chết rải rác ở các hộ khác tại thị xã Phú Mỹ vẫn tiếp tục diễn ra. Nguyên nhân phát tán dịch được ngành chức năng nhận định là do người chăn nuôi heo sử dụng thức ăn thừa, không đảm bảo vệ sinh, do thương lái và người ra vào các trại heo mang theo mầm bệnh gây ra. Bây giờ biết sao được, giờ trời dịch béo bùng thì mình phải chịu thôi, giờ sao bây giờ? Vốn liếng mình đã nằm hết trong đó rồi. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi lây lan trên diện rộng, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức cuộc họp khẩn cấp với chi cục thú y tỉnh, các phòng ban chuyên môn và các xã phường trên địa bàn để tìm giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ và chi cục thú y tỉnh đề nghị các địa phương, nhất là hai phường có dịch là Phước Hòa và Hắc Dịch, tổ chức tiêu độc khử trùng, rải vôi tại các ổ dịch. Các cơ sở chợ buôn bán giết mổ gia súc các khu vực có nguy cơ phát dịch cao, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch. Hai lần qua đây cũng vận động là những cái heo mà lây rừng đó, nó rất là mẫn cảm với bệnh dịch tả heo châu Phi, rồi dùng thức ăn dư thừa nữa, là cái đối tượng đó là xảy ra gần như là trước hơn heo nhà, thì động viên khuyến cáo người ta là giai đoạn này muốn bảo vệ đàn heo thì nên dùng thức ăn hỗn hợp đi, sót lại và có cái hướng dẫn với người chăn nuôi tiêu độc khử trùng là hạn chế người ra vào. Dịch tả heo châu Phi không gây hại cho sức khỏe con người, nên thị xã và ngành thú y cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân không hoang mang tẩy chay thịt heo, qua đó gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch và gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Phổ biến các chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị nhiễm bệnh. Khi phát hiện đàn heo có dấu hiệu lạ thì phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương kịp thời xử lý. Thị xã Phú Mỹ đang hoàn tất các thủ tục để công bố dịch tả heo châu Phi tại phường Phước Hòa trong 1-2 ngày tới. Thưa quý vị, khai thác lợi thế giá trị khác biệt nổi bật của nông nghiệp nông thôn, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới. Mô hình du lịch nông nghiệp đang cho thấy những dấu hiệu tích cực và mở ra một hướng đi mới cho ngành du lịch Việt Nam. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vài năm trở lại đây đã xuất hiện một số mô hình thí điểm nông dân kết hợp sản xuất với làm du lịch. Bước đầu, các mô hình này đã đạt được nhiều tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, do các hộ dân làm riêng lẻ, chưa có sự liên kết cũng như hỗ trợ từ phía các ngành chức năng, địa phương, nên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Cách đây hơn 2 năm, sau khi tham quan nhiều mô hình nông nghiệp gắn với du lịch tại các tỉnh thành khác, anh Bùi Văn Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Butter Plus, quyết định đầu tư hơn 60 tỷ đồng để xây dựng trang trại Green Farm ở xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức. Từ một vùng đất hoang sơ, xa trung tâm thị trấn, nhưng chỉ sau một năm, Green Farm đã trở thành trang trại du lịch với hơn 1,5 hecta dưa lưới công nghệ cao chuẩn Global Gap, cùng với gần 4 hecta vườn tiêu, bưởi da xanh, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bơ. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Butter Plus đang tiếp tục xây dựng khu nhà nghỉ để du khách đến đây có thể tự làm vườn và trải nghiệm cuộc sống thôn dã. Hôm nay nhóm quyết định đi lên đây để tham quan, và khi lên đây rồi thì mình thấy cái khung cảnh cũng rất là gần gũi với thiên nhiên, rất là thích. Trái cây thì rất là tươi. Nông trại là có cái tour cho bên đoàn mình đi tham quan vườn dưa lưới. Rồi tiếp theo chiều nữa là đi xem mấy cái trò chơi nữa. Tại thành phố Bà Rịa, mô hình du lịch sinh thái miệt vườn cũng đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Tận dụng lợi thế về vườn cây ăn trái, ruộng lúa, ao nuôi thủy sản, các khu du lịch như Tứ Phương Thức Đảo, Bưng Bạc đã hình thành. Đến đây, du khách không chỉ trải nghiệm, hít thở không khí trong lành mà còn được thưởng thức những món ăn dân dã, đặc sản vùng miền và trải nghiệm các làng nghề truyền thống như nấu rượu, làm bánh tráng ở địa phương. Theo đánh giá của Sở Du lịch, mặc dù Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nhưng hiện nay, việc phát triển du lịch gắn với nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn sơ khai, mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún, trùng lập, thiếu đầu ra
và chưa hình thành chuỗi các sản phẩm và các tour du lịch nông nghiệp với các sản phẩm đặc thù hấp dẫn. Người nông dân chỉ quen sản xuất nông nghiệp, không có các kỹ năng phục vụ khách du lịch. Cái đối thủ cạnh tranh thì trong cái lĩnh vực nông nghiệp thì theo đánh giá của chúng tôi là chúng ta nên liên kết chứ chúng ta không có đối thủ cạnh tranh. Tất cả các nhà vườn chúng ta liên kết với nhau, chúng ta không nên coi nhau là đối thủ, liên kết để tồn tại, còn chúng ta làm riêng lẻ là chúng ta sẽ tự giết nhau. Để phát triển, nhân rộng mô hình du lịch nông nghiệp, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền cho hội viên nông dân cách làm nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, đồng thời hình thành các vùng chuyên canh trái cây như nhãn xuồng cơm vàng, thanh long, bưởi da xanh, bơ để phát triển du lịch, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hội viên. Đặc biệt khi nghị quyết 09 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 được ban hành, Hội Nông dân tỉnh và Sở Du lịch đã ký kết chương trình phối hợp phát triển du lịch gắn với các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc hỗ trợ nông dân phát triển du lịch cộng đồng, hai đơn vị còn tổ chức hội thảo để ghi nhận những cách làm mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng, đồng thời lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn hạn chế mà nông dân gặp phải khi đầu tư loại hình du lịch nông nghiệp. Mới đây, tỉnh ủy đã phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức tọa đàm xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn kết hợp với các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm và nông thôn mới. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phát triển mô hình kết hợp giữa nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản với truyền thống, lễ hội, văn hóa tâm linh và di tích lịch sử. Cần quy hoạch du lịch nông nghiệp, lưu giữ hồn chợ quê và giới thiệu các sản vật đặc trưng, các loại hải sản, tàu thuyền. Các doanh nghiệp cũng đề xuất nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vào các khu vực sẽ phát triển du lịch nông nghiệp, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển du lịch nông nghiệp, nhất là có sự kết nối giữa các doanh nghiệp và các công ty du lịch lữ hành để đưa du khách đến tham quan trải nghiệm. Thì khi mà đưa khách đến thì những cái sản phẩm từ các sản phẩm nông nghiệp này trở thành một cái sản phẩm du lịch để cho các công ty du lịch đưa vào khai thác thì phải hoàn chỉnh và có những cái yếu tố bắt buộc, chẳng hạn như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái thứ hai nữa là có những cái dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như có cái người để thuyết minh cái loại cây trồng này thì quy trình trồng như thế nào và thu hoạch ra sao. Chúng tôi cũng mong muốn là tỉnh có cái phương pháp làm một cách khoa học, dựa trên một cái gọi là có cái sự đầu tư dài hạn, không dựa quá vào thiên nhiên, tránh cái sự trùng lắp và sao chép của từng những tỉnh thành khác. Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các sở ngành địa phương tập trung nâng cao nhận thức cho người dân về phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập một số kiến thức cơ bản về du lịch cho người dân, tham mưu đề xuất tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở nhằm thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển. Hiện tại, Sở Du lịch và Hội Nông dân tỉnh cũng đang nghiên cứu đề xuất tỉnh một số chính sách hỗ trợ nông dân phát triển du lịch. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu, số lượng học sinh lớp 1 và lớp 6 của thành phố năm nay tiếp tục tăng khoảng hơn 1.000 học sinh ở mỗi cấp. Với số lượng tăng như vậy, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh và sắp xếp trường lớp. Vậy, ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ làm gì để tháo gỡ khó khăn và việc tuyển sinh sẽ triển khai như thế nào? Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Ngọc, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thì hiện nay thì thành phố Vũng Tàu đang thực hiện những công tác chuẩn bị như thế nào để thực hiện cái công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 trong thời gian sắp tới ạ? Thì điều quan trọng nhất là phải thuận ý dân mà được sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương. Về công tác chuẩn bị của nhà trường ấy, thì nhà trường sau khi nắm được tình hình học sinh có thể học sinh đến địa bàn để tham mưu cho ủy ban phường để người ta dự kiến đề xuất với ủy ban thành phố thông qua phòng giáo dục đào tạo, và căn cứ vào đấy thì ủy ban nhân phường đề xuất với ủy ban thành phố về số lượng dự tuyển đáp ứng yêu cầu với phù hợp với quỹ trường lớp hiện nay, đảm bảo tính khách quan, đúng quy định và huy động được tất cả học sinh ra lớp. Vậy phương án tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 trong thời gian tới sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông?
tất cả học sinh 6 tuổi hoặc học sinh trên 6 tuổi chưa đi học lớp 1 đều được vào học trong hệ thống các trường công lập tại thành phố Vũng Tàu. Đối với trung học cơ sở thì phải tất cả hồ sơ học bạ cũng như khai sinh đã chuyển tới các trường tiểu học, chuyển tới các trường trung học cơ sở. Vì vậy phụ huynh học sinh chỉ cần mang theo cái phiếu báo dự tuyển thôi. Tuy nhiên ở đối học sinh lớp 1 thì khi mang theo khai sinh cũng mang theo phiếu báo dự tuyển. Cái vấn đề thứ ba nữa, tất nhiên để xác định đúng địa chỉ cư trú, tránh những trường hợp mà trong quá trình điều tra rà soát bị nhầm lẫn, thì phụ huynh học sinh có trách nhiệm là mang theo hồ sơ xác nhận để xác nhận được nơi cư trú của mình. Còn thời gian tuyển sinh, phụ huynh học sinh đến nộp hồ sơ dự tuyển thì bắt đầu thực hiện việc tuyển sinh là ngày 12 và kết thúc là ngày 15. Thưa ông, trong những năm qua thì thành phố Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn và áp lực trong công tác tuyển sinh. Thứ nhất là vì số lượng học sinh quá đông, hai nữa là quỹ trường lớp còn hạn hẹp, và cũng thứ ba nữa là do là phụ huynh, tâm lý phụ huynh còn muốn cho con em mình về những cái trường gọi là trung tâm. Thế thì để khắc phục những cái khó khăn này thì thành phố Vũng Tàu sẽ có những cái giải pháp như thế nào trong cái đợt tuyển sinh này? Với cái áp lực về tuyển sinh thì thành phố làm trước hết là phải làm tốt cái vấn đề điều tra rà soát, lập danh sách dự tuyển đảm bảo chính xác, và trên cơ sở đó phải phân tuyến một cách hợp lý. Song song vấn đề trên ấy, thì cũng do cái quỹ trường lớp cũng như về mặt biên chế hiện nay vẫn còn chưa được giao thêm. Vì vậy trên cơ sở cái điều kiện hiện có thì số học sinh trên mỗi lớp học nó sẽ cao hơn so với năm trước. Vì trung học cơ sở hiện nay số học sinh phải từ 45 đến 50 học sinh trên một lớp. Còn tiểu học thì có những nơi mà hiện nay áp lực số lượng học sinh đông ấy, thì phải bố trí với mức độ tương tự từ 40 đến 45 học sinh trên một lớp, cá biệt có những lớp học cao hơn. Đây là do vấn đề cái địa bàn dân cư, do vấn đề tăng cơ học là vấn đề đòi hỏi cần giải quyết. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Vâng. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu mong người dân thông cảm với những khó khăn, áp lực về trường lớp còn hạn hẹp của thành phố. Qua đó, đồng tình ủng hộ những giải pháp mà lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục đưa ra để thành phố Vũng Tàu có một mùa tuyển sinh thật trọn vẹn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin Theo nhịp bóng lăn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, dù lần đầu tiên tổ chức và vừa chỉ mới trải qua vòng loại tại các huyện, thị xã, thành phố, song giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT năm 2019 đã và đang tạo được sức hút, sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Hôm nay ngày 9 tháng 7, tức là chỉ còn 4 ngày nữa thôi, là trái bóng vòng chung kết chính thức lăn trên sân bóng đá Bầu Thành, huyện Long Điền. Chúng tôi mời quý vị cùng điểm lại những thông số ấn tượng, những điểm nhấn đặc biệt, những khoảnh khắc đáng nhớ đã diễn ra ở vòng loại trước khi hòa mình vào những ngày hội bóng đá sắp tới. Vòng loại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT năm 2019 diễn ra từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 tại 7 huyện thị thành phố trong tỉnh, ngoại trừ huyện Côn Đảo. Dù mới lần đầu tiên tổ chức, nhưng đã có 112 đội bóng với trên 2.000 trẻ em đăng ký tham gia. Trải qua 179 trận đấu, đã có tổng cộng 737 bàn thắng được ghi, số ấn tượng, phản ánh sức hút và sức hấp dẫn cũng như sự sôi động của giải. Tôi ấn tượng nhất là các em thể hiện được một lối chơi có sự tập luyện rất là ăn ý và có những pha bóng đẹp. Điển hình như giải của đơn vị huyện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ. Trong đó đặc biệt ấn tượng nhất là em Dương Văn Nhật của U11 của đội Châu Đức có những bàn thắng rất là đẹp. Ấn tượng không chỉ bởi những con số mà ấn tượng còn ở những nhân vật tham gia giải. Đó là thủ môn Phan Thị Kim Thường của đội U13 xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, cầu thủ nữ duy nhất góp mặt tại vòng loại năm nay. Và đằng sau hình ảnh đặc biệt của nữ thủ môn này là một câu chuyện đầy thú vị về tình yêu bóng đá, về niềm khát khao được khoác lên mình màu áo đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam của em. Dạ, con đam mê bóng đá từ khi còn 5 tuổi. Ước mơ còn vô đội tuyển nữ Việt Nam chụp. Đó là cậu bé người dân tộc Châu Ro Dương Hoàng Minh Nhật của đội U11 thị trấn Ngãi Dao, huyện Châu Đức. Với khả năng dứt điểm hoàn hảo bằng cả hai chân, một mình Minh Nhật đã ghi 16 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu, giúp đội nhà lên ngôi vô địch vòng loại của huyện Châu Đức, đồng thời lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên
Ban tuyển sinh Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh đó, vòng loại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT năm 2019 còn đúng tim khán giả với những hình ảnh trong trẻo, đáng yêu, những cảm xúc thăng hoa xen lẫn xúc động, ngẹn ngào của các cầu thủ nhí. Vì sao con lại ăn mừng theo kiểu nhà binh? Dạ, bởi vì là con học theo cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Ước mơ của con là gì? Ước mơ của con sẽ là trở thành một cầu thủ thật giỏi. Giống ai? Dạ, giống Cristiano Ronaldo. Chị thấy các em nhìn rất là dễ thương, em nào cũng đá rất là giỏi, nhìn đá rất là dễ thương và có kỹ thuật nữa. Và cuối cùng, không thể không nhắc đến vai trò của ban tổ chức tại các địa phương, những người đã dành tâm huyết cùng chung nhịp đập bóng đá với thiếu niên nhi đồng để tạo ra sân chơi bổ ích, giàu giá trị nhân văn cho các em trong dịp hè. Khép lại một hành trình vòng loại đầy ấn tượng, trước mắt chúng ta sẽ là vòng chung kết với nhiều hấp dẫn, thú vị và giàu kịch tính hơn. Ngay khi vòng loại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT kết thúc, các địa phương đã nhanh chóng thành lập đội tuyển U11 và U13 với những nhân tố xuất sắc, ráo riết tập luyện chờ ngày tranh tài tại vòng chung kết. Ghi nhận không khí tập luyện từ đội tuyển bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ. Kết thúc vòng loại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT năm 2019 thị xã Phú Mỹ, đội xã Tân Hòa đoạt chức vô địch lứa tuổi U11. Ban tổ chức địa phương đã quyết định lấy nguyên đội hình nhà vô địch này tham dự vòng chung kết cấp tỉnh. Có gần 3 tuần chuẩn bị, các cầu thủ nhí U11 thị xã Phú Mỹ dành nhiều thời gian xây dựng lối chơi, thực hiện các bài tập dứt điểm và tham gia các trận đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm. Sau khi tụi đội tụi con vô địch được thì tụi con đã nâng cao việc tập luyện, tăng cao những buổi giao hữu để giúp cho tụi con có thể lực và kinh nghiệm để hướng tới cúp truyền hình BRT. Đội tuyển U13 thị xã Phú Mỹ có nòng cốt là các cầu thủ đến từ đội giành ngôi quán quân vòng loại là U13 phường Mỹ Xuân và các cầu thủ nổi bật nhất tại vòng loại. Đa phần các em đã tham gia tập luyện bóng đá từ khoảng 2 năm nay, nên huấn luyện viên của đội không mất quá nhiều thời gian để hướng dẫn các bài tập căn bản, mà chủ yếu rèn giũa kỹ năng, chiến thuật tấn công và phòng ngự cho các em. Đội bóng của thị xã năm nay, của thị xã Phú Mỹ năm nay rất mạnh. Em tự tin rằng năm nay đội bóng của thị xã Phú Mỹ sẽ giành cúp. Đội U11 với U13 thì xã Phú Mỹ tập luyện rất là hăng say, cố gắng để thi đấu cái giải mà cúp BRT Vũng Tàu và cố gắng cống hiến cho giải những cái pha bóng đẹp hay. Với lực lượng đồng đều lại được chuẩn bị kỹ lưỡng, U11, U13 thị xã Phú Mỹ chắc chắn sẽ là đối thủ khó chịu với các đội bóng khác tại vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT năm 2019. Thời lượng dành cho bản tin theo nhịp bóng lăn đồng hành cùng giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT năm 2019 đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào tối thứ năm. Bây giờ mời Nhật Trường tiếp tục chương trình thời sự tối trong phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, vừa tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga, ông Vladimir Putin, tại thủ đô Minsk của Belarus để tham gia cuộc đàm phán với sự trung gian của các nước Anh, Mỹ, Pháp và Đức. Trong một thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine và Nga cần thảo luận về vấn đề bán đảo Crimea và tình hình xung đột tại Donbass. Trong phản ứng ngay sau đó, Nga cho biết nước này hiện chưa sẵn sàng đưa ra câu trả lời đối với đề xuất của ông Zelensky, nhưng chắc chắn sẽ nghiên cứu đề xuất này. Điện Kremlin nhấn mạnh cần xem xét về triển vọng diễn ra cuộc gặp, dù đây là một sáng kiến mới. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 giữa Ukraine với Liên minh châu Âu EU vừa khai mạc nhằm lên kế hoạch cho tương lai quan hệ giữa hai bên. Các nhà lãnh đạo EU cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh Ukraine với Liên minh châu Âu diễn ra tại thủ đô Kiev, các quan chức Liên minh châu Âu EU tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, cũng như việc thực thi thỏa thuận Minsk. EU đã công bố gói hỗ trợ mới trị giá 119 triệu euro nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ Ukraine ở khu vực biển Azov, nơi xuất hiện căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga hồi cuối năm ngoái. Liên minh châu Âu EU cần phải mở lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận Brexit để tránh một kịch bản Anh rời khỏi EU không có thỏa thuận vào tháng 10 tới. Lời cảnh báo này được Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, ông Stephen Barclay vừa đưa ra. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, ông Stephen Barclay cho rằng điều cần thiết là phải xem xét lại thỏa thuận Brexit.
đồng thời nhấn mạnh lợi ích của cả Liên minh châu Âu và Anh là tránh việc không có thỏa thuận và làm thế nào để có được một thỏa thuận được Quốc hội Anh thông qua. Những tuyên bố trên được ông Barclay đưa ra ngay trước thềm cuộc hội đàm mới tại Brussels, Mỹ, với trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier. Liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Mỹ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định sẽ tiếp tục gây áp lực với Iran cho đến khi nước này từ bỏ việc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tehran nêu rõ sẽ không có thỏa thuận nào tốt hơn thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng ông John Bolton khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì áp lực đối với Iran cho đến khi nước này từ bỏ việc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và chấm dứt các hoạt động mà Washington cáo buộc làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif tuyên bố, các cường quốc thế giới sẽ không thể đàm phán để có được một thỏa thuận nào tốt hơn thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Chuyển sang những tin tức khác. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Amy Coney vừa tuyên bố sẽ chính thức dừng cuộc đua trở thành đại diện của đảng này cho vị trí Tổng thống Mỹ năm 2020. Với tuyên bố vừa công bố, ông Coney trở thành chính khách đầu tiên của Đảng Dân Chủ từ bỏ đường đua tới Nhà Trắng. Trong khi đó, ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa thông báo sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2020 vào ngày 1 tháng 8 tới tại thành phố Cincinnati, bang Ohio, nhằm duy trì sự ủng hộ của cử tri tại các bang quan trọng của vùng vành đai công nghiệp. Đại diện các tổ chức chính trị có ảnh hưởng tại Afghanistan và phong trào Taliban vừa kết thúc hội nghị kéo dài 2 ngày tại Doha, Qatar. Các bên đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm đảm bảo mạng sống và tài sản của người dân Afghanistan. Tuyên bố chung sau hội nghị giữa các tổ chức chính trị có ảnh hưởng tại Afghanistan và đại diện Taliban cho biết, các bên sẽ phóng thích vô điều kiện các tù nhân già yếu và bị thương, bảo đảm an ninh cho các tổ chức công cộng, các tổ chức tôn giáo, bệnh viện, các cơ sở giáo dục, khu vực họp chợ, nơi chứa nước, các địa điểm làm việc trên khắp cả nước. Ngoài ra, các bên tham gia đàm phán cũng sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ cuộc sống, tài sản và nhân phẩm, cũng như nhà cửa và tự do của người dân. Đồng thời nhất trí nỗ lực giảm thương vong của dân thường về con số 0. Liên Hiệp Quốc vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về điều kiện sống trong các trung tâm tạm giữ người di cư tại Mỹ, cũng như việc bắt giữ trẻ em và chia tách chúng khỏi gia đình. Phát ngôn cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, người đứng đầu cơ quan này là bà Michelle Bachelet rất bàng hoàng trước điều kiện sống của những người di cư bị tạm giữ tại Mỹ. Theo bà, không nên chia cách trẻ em khỏi gia đình và không được phép bắt giữ trẻ em, bởi trong trường hợp tồi tệ nhất thì hành động này là tàn nhẫn và là cách đối xử sai trái theo luật pháp quốc tế. Theo bà, những bức ảnh mà Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố hồi tuần trước cho thấy điều kiện chật chội và dường như người di cư không được tiếp cận tương xứng với thực phẩm và y tế. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 9 tháng 7. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang chịu ảnh hưởng của hai hình thái thời tiết đối lập là vùng áp thấp nóng phía Tây và trường gió Tây Nam, nên thời tiết hình thành hai trạng thái nắng mưa đan xen. Đêm nay, nhiều nơi tiếp tục có mưa rào và dông, cần đề phòng các hiện tượng gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, một số nơi cường độ nắng mạnh gây cảm giác oi bức vào thời điểm trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ, riêng khu vực phía Bắc từ 32 đến 34 độ. Mức nhiệt chạm ngưỡng nắng nóng. Mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, sét và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 70 đến 93%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Độ ẩm tương đối 81%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn,
trường gió Tây Nam đang có xu hướng giảm cường độ, nên thời tiết biển có khả năng chuyển tốt hơn, thuận lợi hơn cho hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản. Tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 7, mực nước cao nhất 330cm xuất hiện lúc 8 giờ 30 phút, thấp nhất 110cm xuất hiện lúc 1 giờ 15 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.